Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang xem kênh Đức Thủ Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh của mình chia sẻ với quý vị và các bạn cách ươm hạt sứ, là cái sứ hạt lai nha quý vị. Và mà cái sứ hạt lai với sứ nguyên liệu thì nó cũng gần giống nhau thôi, nhưng mà cái sứ hạt lai thì mình hơi kỹ hơn chút. Rồi, mọi chi tiết vấn đề xin mời quý vị xem video nha. Rồi đây là trái sứ nha quý vị. Đây là trái sứ. Cái trái sứ này khi nó ở ngoài cây á là nó nguyên trái, khi mà nó chín bắt đầu nó nứt, cái đường này nè, nứt đường này ra. Mà khi ngoài cây á mình thấy nó già mà nó sắp chín là mình đoán được nó sắp chín á, mình cột cùng cái thun gì nè. Nó cột cùng cái thun cho hạn chế được là nó khi mà nó mới vừa hé hé ra là mình phát hiện được, là mình đem vô. Còn nếu mà mình không có cột cùng dây thun này là khi mà nó trái nó chín á là nó sẽ bung lên gì, nó phân tán thì chiều gió hết nha quý vị. Khi mình ra nó còn cái vỏ không à, nó không có được giữ nguyên gì. Rồi khi mình bẻ vô, như gì nè, mình mới lấy cái hạt của nó ra. Đây cái hạt của nó. Cái hạt của nó là có hai đầu. Hai đầu chùm bông này để nó phân tán theo chiều gió nè. Nếu có gặp cơn gió thì nó bay lơ lửng, nó phân tán đi. Nó là loại phân tán theo chiều gió. Rồi khi mà mình vô, mình muốn ương nó là mình lặt hai cái đầu bông này bỏ nha quý vị. Đây hai đầu bông này mình lặt bỏ. Đây nè, mình lặt hai cái đầu bông này bỏ nha quý vị. Đây mình lặt gì? Đó. Bỏ vô cái hộp. Đó, mình lặt mà lấy hộp gì. Nếu như mà mình quý vị mà ương liền á, ví dụ như mình lấy cái hạt này á, khi mà nó chín gì nè, nó chín vô mình lặt ra gì là mình ương liền được nha, mình không cần thiết phải phơi. Là cái hạt gì, cái mình lặt ra bông gì mình lấy cái hạt gì. Rồi cái mình ngâm cái kích mầm á, kích mầm N3M á. Mình ngâm thường thường á N3M là ngâm hạt giống á, là 1 gram cho 1 lít nước. Đây. Cái này là N3M nha quý vị. N3M. Đây là hàng cuối dưới nè, ngâm hạt giống nè, 20 gram cho 20 lít nước. Mà mình ngâm ít thì mình theo tỷ lệ 1 gram trên 1 lít nước thôi. Để là ngâm hạt giống trong 24 giờ, sau đó là vớt ra ủ bình thường. Nhưng mà đối với những hạt giống khác nè quý vị, còn đối với cái hạt sứ này, mình không có ngâm 24 giờ nha. Tại vì cái hạt của nó là cái da của vỏ hạt đó, nó rất là mỏng, thành ra mình ngâm 1 giờ đồng hồ, 1 đến 2 giờ đồng hồ là mình đem đi trồng được rồi. Nó mình lặt ra cái gì nè, nếu không khéo thì gió nó bay hết nha. Lặt ra mình lấy cái hộp. Mình không cần phơi, mình lặt gì là bắt đầu mình gieo liền luôn, nó lên rất là mạnh. Còn cái trường hợp mà mình không có trồng liền mà mình muốn bảo quản lại thì cái hạt giống này nè, khi mà mình lãi hai cái đầu bông này bỏ, đây lãi cái đầu bông này bỏ, thì còn cái hạt gì nè, mình lãi rồi mình cái hạt đó khi mà mình bảo quản một thời gian mình mới gieo thì mình phơi khô quý vị, phơi cả hai nắng nè, phơi cho nó khô nó không bị mốc. Chứ không thôi là mình lãi hai cái đầu bông này là mình để khoảng chừng 5 ngày thôi, để trong hộp chừng 5 ngày là nó bị mốc rồi nha quý vị. Nếu mà mình lãi hai cái đầu bông này ra, còn cái hạt gì nè, đây cái hạt gì là khoảng 5 ngày là nó bị mốc rồi, nó không có tươi được nha, là nó hư cái hạt của mình rồi. Thành ra nếu mà mình lãi hai cái đầu bông này ra là mình phải phơi, mình bảo quản. Một là phơi bảo quản để dành, còn hai là mình phải đem gieo trồng, chứ không thôi nó bị mốc hết. Thì cái hạt á,
cái hạt mà mình lãi ra mặc dù mình phơi, nhưng mà phiên quý vị á, nên trong vòng 2 tháng là mình phải sử dụng nha. Mình để lâu á, tỷ lệ nảy mầm nó không có cao nha. Là mình phải trong vòng 2 tháng là mình phải ươm. Chứ mình để quá 2 tháng là tỷ lệ nảy mầm nó thấp đó, tại cái vỏ nó mỏng, bảo quản không có được lâu. Còn cái cách mà lên mau nhất là khi mà mình lãi trái ra. Mình lãi trái ra rồi mình gỡ cái gì nè, mình lấy hạt mình ươm liền là mau lên nhất nha quý vị. Còn mà thí dụ như mình lấy trái mình để mà thí dụ 4 5 ngày sau mình mới trồng á, thì mình đem cái trái đó mình cắt như vậy nè, cắt nguyên trái luôn, là không có bẻ mấy đầu bông, để nguyên gì luôn nha. Mình để nguyên gì mình để trong tủ là khoảng một tuần mình lấy ra mình lãi là mình trồng luôn, mình cũng không cần thiết phải phơi luôn là vẫn được nha. Còn nếu như mà mình lãi cái đầu bông này nó giống hệt như là cái bịch thuốc ẩm vậy đó, mình lãi cái đầu bông đó ra là nó dễ bị mốc, mình để 4-5 ngày là nó lên mốc rồi, chứ không có tới một tuần đâu. Thành ra mình một là mình trồng liền, còn hai là mình phơi mình đi để bảo quản lâu dài. Còn muốn để 4-5 ngày thì mình để nguyên cái đầu bông nè, bắt đầu giờ mình lãi ra mình trồng liền luôn. Một trái mà no thì trái hạt lai nó khoảng bình quân trên dưới 70 hộp nha quý vị. Thì cũng có những trái 5-7 hộp, rồi 10 hộp, mười mấy hộp cũng có. Nhưng mà những trái mà no tròn bự đủ sức á thì nó khoảng 60-70 hộp. Còn về cây sứ mà nguyên thủy á, thì một trái no của nó là khoảng 100 hộp luôn. Trên dưới 100 hộp. Cây hạt lai thì nó sẽ ít hộp hơn. Mình lãi về này, những cái trái á, mà mình thấy nó cứng tay là nó coi như là nó có thịt, là cái trái đó là nó không có bị lép, là mình trồng nó chắc ăn nha. Còn những cái trái mà mình cầm mình thấy nó lép, nó da không, giống như hạt lúa lép đó, thì mình nó hạn chế lên đó, thì cái đó mình bỏ đi. Cái cây sứ hạt lai, cái hạt lai này là lai từ cái bông này qua bông khác nha quý vị. Ví dụ như mình lai từ cây một lớp qua cây nhiều lớp, hoặc là cây bông mà mình thí dụ mình thích hai lớp thì mình sẽ lai tạo từ cái bông hai lớp qua hai lớp hoặc là ba lớp, nhưng mà nó khác màu bông. Thí dụ như mình chọn một cái màu tím đậm rồi mình lai qua cái màu vàng cho nữa, nó ra một cái mà cái bông có thể nó lai cái điểm nhấn nó cao chứ. Đó là hạt lai quý vị. Còn nguyên thủy cánh đơn thì nó tự đậu trái luôn, không cần thiết phải thụ phấn. Còn cây cánh kép do đặc điểm của nó, cánh của nó nhiều lớp đó, thành ra nó khó thụ phấn được, thành ra nó ít đậu trái, nên mình cần phải thụ phấn lai tạo cho ra cái sứ hạt lai. Cái sứ hạt lai á, thì nữa nó cho ra tuy một trái nó có nhiều hộp gì, nhưng mà nữa nó ra rất là nhiều mặt bông nha. Có bông một lớp, có bông hai lớp, ba lớp gì cũng có, nhưng mà thường là một lớp nhiều nha. Rồi bông màu này màu kia nó đa dạng màu sắc lắm nha quý vị, chứ không phải là một trái vậy là nó ra giống nhau nha. Quá trời gió nó bay, quý vị thấy không, cái trái của nó phân tán theo chiều gió nè, chỉ cần gió một cái là nó bay lên, nó bay hết trơn ra. Khi nó có trái là nó chín rồi, mình phải kỹ nhớ là cột quy thông cho nó quý vị. Thì khi mình ươm hạt gì nè, là tầm khoảng 2 tháng ngoài là bắt đầu mình ra cái chậu nhỏ cho nó quý vị. Thường thường ở vườn mình thì khi mà khoảng đạt hơn 2 tháng thì bắt đầu mình ra cái chậu cho nó, một cái chậu C7. Rồi một thời gian sau mình thấy cái cây nó bự, chặt cái chậu là mình ra cái chậu lớn hơn, C8, C9 gì đó, tùy theo cây lớn cây nhỏ mà mình chọn cái chậu mình ra cho phù hợp. Tại vì có người hỏi sao mình không ra cái chậu to luôn cho nó khỏe, mới mốt khỏi phải sang nữa nó rộng. Là mình khi mà mình ra cái chậu to quá, cái củ sứ nó lạnh nó chậm lớn nha quý vị. Cho nên mình ra nhỏ nhỏ thôi, nó gọn. Mới đầu nó ra nhỏ nó cũng đỡ tốn kém mình về chất trồng nữa. Rồi xong. Đây là cũng nhiều nha quý vị. Bắt đầu mình tiến hành mình ngâm hạt giống nha. Đây những cái đầu của cái cuốn hạt của nó nè.
gió là nó bay hết trơn. Rồi mình mượn cái hộp N3M nó hết rồi. Rồi mình lấy cái vỏ hộp nha. Cái vỏ hộp mình đổ vô cái này là mình đổ vô có khoảng nửa gam thuốc N3M quý vị. Tại vì cái này nó không có được lít, thành ra mình đổ nửa gam. Rồi mình đổ hạt vô mình ngâm. Này, mình đổ vô rồi mình quậy cho nó quý vị, quậy cho nó thấm nước đều chứ thôi nó khô quá nổi trên mặt nước không. Rồi. Mình nó cũng thấm nước rồi quý vị. Rồi mình để gì là khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mình mới gieo nha. Rồi, tới mình chuẩn bị chất trồng ương hạt sứ nha quý vị. Bên này là mình có sơ dừa. Sơ dừa mà mình đã sàng ra mình loại bỏ những cái cọng sơ nó nha. Những cái cọng sơ của nó khi mà nếu mà mình không loại bỏ nó chùm nó níu với nhau, khi mà nửa cái cây sứ của mình nó lớn lên. Nó lớn lên khi mà mình đổ ra mình trồng á thì nó sẽ níu với nhau, mình dỡ lên nó đứt rễ nha quý vị, nó sẽ bị tổn thương. Thành ra mình sàng gì nè, nó xốp gì nè. Đặng nữa mình vô một cái mình đổ ra mình trồng á, mình lấy cái rễ ra nó không có bị níu kéo với nhau bởi cái sơ dừa. Còn bên này là mình có cho với một ít phân gom mục một nhĩ nhừ. Mà thí dụ quý vị không có phân gom mục, quý vị chỉ cần cho với sơ dừa được nha, thì tỷ lệ á là 2 phần sơ dừa xay sàng ra nhuyễn bỏ sợi và một phần cho cháu. Hai thứ này hòa trộn lẫn với nhau nha quý vị. Rồi bắt đầu mình trộn lên cho đều nha quý vị. Mình trộn cho chất chồng nó đều á, đặng cái độ ẩm nó đều với nhau thì cái độ nảy mầm nó tương đồng hơn nha quý vị. Nó mình đảo lên cho đều. Rồi trộn cho đều, bắt đầu mình chuẩn bị một cái gỗ. Mà cái gỗ bên hông thì nó có lỗ, nếu mà mình không có lấy cái gì mình chèn á thì nó bị thoát nước bên hông, thành ra nó bị hóc khô. Cho nên mình lấy một cái miếng gì đó mình chèn nó lại. Mình thì lấy cái miếng cách nhiệt, có gì chèn nấy quý vị. Đó, mình chèn lại. Ở dưới đít thì mình để dưới đít gỗ thì mình để trống cho nó gỡ nước. Rồi bắt đầu mình đổ chất chồng vô. Mình đổ cái chất chồng vô là chiều dày nó cũng khoảng từ 6 phân đến 8 phân nha. Cỡ 7 phân là thích hợp. 7 phân 8 phân là thích hợp. Mình đổ cái chiều dày nữa, đặng cái cây mình trong vòng khoảng 2 tháng ngoài mình mới ra chậu á, cho nó có cái độ dày đặng mà có rễ nó ăn nó bám nha quý vị. Tại vì mình trồng trong cái gỗ này thì mật độ của nó hơi dày. Đó, mình đổ vô cho cao lên cho vừa, rồi mình phả ra cho nó bằng, nó đều. Phả mặt phẳng cho nó đều nha quý vị. Đó, xong cái đầu mình đi lúc này thì cái chất chồng nó khô, mình lấy sách thùng mình tứ nước lên, tứ cho ướt đẫm luôn, ướt đẫm cái chất chồng luôn. Thứ nhất là cho nó dẻ dặt, thứ nhì là cho nó ướt đẫm luôn, nó có cái độ ẩm, độ ướt, cho nó đủ nước luôn, không được thiếu nước. Đó, ta phả cho nó đều. Đó, tứ thật ướt. Cái nước mình tứ ướt rồi, cái nó vừa gõ nước, mình bắt đầu mình cái hạt giống mà mình ngâm kích rễ 2 tiếng đồng hồ đó, bây giờ cũng khoảng tiếng mấy quý vị, khoảng tiếng rưỡi hơn à. Bây giờ mình bắt đầu mình lấy ra mình gieo. Mình bỏ hạt theo hàng ở trên đó. Trên mặt mình sắp vậy đó. Cho nó có khoảng cách vậy đó, đặng nữa nó lớn lên nó đều. À, khi mình sắp xong rồi mình lấy cái chất chồng khô hồi nãy đó mình gãi lên trên. Tuyệt đối là quý vị đừng có nên gãi dày quá nha, tại gãi dày quá thì nó nặng, cái chất chồng mình nó đè cái hạt, mà cái hạt sứ thì
nó cũng hơi yếu, thành ra cái hạt sứ nó không có gốc đầu gì, nó bị nghẹt nó chết nha. Sâu quá nó vừa bị lạnh nghẹt rồi vừa bị chất chồng đè nặng nữa, thấm nước đó, đè nặng cho nên nó không có gốc gì nổi, nó hao rất nhiều nha, mấy cây yếu yếu nó không có lên nổi. Mình ra mình gãi vừa phủ bít cái hạt sứ mình thôi nha quý vị, vừa phủ bít cái hạt là được. Mình gãi cho đều đều, đều đều thì nữa nó nảy mầm đồng loạt hơn, nó là từ từ gãi gãi cho đều vậy đó. Rồi khi mình phủ một lớp chất chồng xong nha quý vị, mình mới đem cái gỗ ươm hạt giống này nè, mình tuyệt đối là để làm sao cho nó đừng, thứ nhất là đừng bị khô, tại vì bị khô thì hạt giống nó không có nảy mầm được. Chúng ta là có thể là khi mà chúng ta phun ẩm rồi á, người ta để lấy cái bao hay gì á đậy trên mặt nè, trong 3 ngày đầu nó chưa lú mầm đó thì người ta đậy trên mặt để giữ ẩm cho nó cũng được, nhưng mà sau 3 ngày nó lú mầm rồi đừng đậy nha, đậy nó cong vòng, cây lên cong vòng à. Nhưng mà cái đặc điểm á, cái đặc điểm khó nhất của cây sứ hạt lai là khi quý vị ươm hạt giống gì, khi mà hoàn thành như vậy là kể từ lúc mà quý vị ươm cho đến hơn một khoảng 1 tháng rưỡi là mình không có được mà cho nó dính hạt mưa quý vị. Tại vì sức sống của cây sứ hạt lai mà còn nhỏ nó yếu, nếu như mà để cái khay này mà dính nước mưa thì cái cây nó sẽ không có tốt, nó bị đỏ, bị đén, nó không có tốt, nó chậm, nó còi cọc. Còn những cây si là có thể nó chết luôn, nó hao hụt. Còn những cái cây mà mạnh á, là nó đỏ lá, nó chậm phát triển lại liền. Là có nghĩa là trong 1 tháng mấy, khoảng 1 tháng rưỡi là mình không có được để cho nó dính nước mưa. Muốn chắc ăn là phải từ trên 1 tháng rưỡi mình mới để mới cho ra mưa được nha. Tại dính nước mưa nó ảnh hưởng, nhiều khi nó bị trong nước mưa thì nó có chất axit hoặc đạm amon rồi đó, nó cao thì cái sứ mình nó chưa thích nghi được thì nó dễ bị hư với cái sứ hạt lai nha. Còn cái sứ nguyên liệu á, cái sứ nguyên liệu thì sức sống có thể mạnh hơn, có thể chịu đựng được, nhưng mà cũng nên phiên với quý vị và các bạn luôn là cây sứ nguyên liệu mình cũng để khoảng tầm gần 1 tháng mình hả cho nó dính nước mưa nha quý vị, chứ cho dính sớm á nó cũng không hay lắm. Thì cũng có những cơn mưa nó phù hợp á thì nó cũng tốt lắm, nhưng mà đa số thường là dính nước mưa là nó không phát triển tốt. Còn chia sẻ với quý vị luôn là một cách tưới nè. Cách tưới khi mà mình vô khay gì rồi là mình không được tưới bằng cái thùng dầu, những dầu nước mạnh nữa nha quý vị, mà mình dùng cái cần mình xịt. Đó, mình xịt gì? Mình xịt là để giữ ẩm thôi nha quý vị. Đó, mình xịt cho nó ướt đều luôn. Lúc đầu thì hồi nãy mình gãi cái chất chồng lên khô khô thì nó còn tươi xốp quá, thì thành ra nó hơi khô thì mình xịt cho nó nhiều nhiều một chút, đặng cho nó ướt. Mình khi mà mỗi ngày là mình có xịt, có thể xịt sương qua gì 2 lần quý vị, sáng và chiều. Tại vì nếu mà nó mất nước, những cái cây mà nó mới lú mầm, lú mọng thì nó gặp mà nắng nhiều quá nó sẽ không phát triển được. Thành ra sáng mình xịt cho nó một cái, chiều mình xịt ra nó một cái, đừng để cho nó khô quý vị, nó phát triển mới mạnh nha. Mình xịt cho nó lên cây mạnh mẽ đâu đó đi, rồi sau này mình cũng xịt gì luôn, chứ cũng không lấy thùng dầu, tại thùng dầu nó xấu thì nó ảnh hưởng cái bộ rễ nó còn nhỏ đó. Mình xịt vậy đó, cứ mỗi ngày mình xịt cho nó ẩm sáng chiều đó, nhưng mà cũng đừng cho nó dư nước quá quý vị, cái gì cũng vậy, mình lạm dụng thì nó sẽ không hay. Mình xịt mà mình giữ ẩm cho nó thôi. Và quý vị cũng nhớ kỹ nha, trong thời gian đầu là khoảng 1 tháng mấy trở lại là nó rất là kỹ với nước mưa nha. Nước mưa thì nó ảnh hưởng hao hụt, rồi nó bị bệnh hoặc là nó hao hụt nhiều lắm, mình nên hạn chế, đừng có để cho dính nước mưa. Mà cũng phiên quý vị luôn là mình không có được để trong tối nha. Mình để làm sao mà có ánh sáng, có ánh nắng sáng càng tốt. Ánh nắng sáng, khi mà cây mà lú mầm lên rồi là có ánh nắng sáng cho tới trưa luôn cũng được nữa. Có ánh nắng sáng là càng tốt. Thiếu sáng thì cây nó cũng không có phát triển được, nó không có quang hợp được nha quý vị. Thành ra mình cũng rất cần ánh nắng, nhưng mà không có để cho nó mắc mưa. Mình chỉ tưới bằng nước sông được thôi.
bằng nước sạch, nước của mình á, mình xịt vậy đó. Rồi nghe quý vị, cái khay này á, cái khay này là mình ương cũng đã được khoảng cái này là 3 tháng hơn nha quý vị. Tại mình không có thời gian trồng, không có thời gian trồng thành ra mình cái này nó rất là dày. Mình không có thời gian trồng thành ra bỏ trong cái khay này nó cũng hơi già cây nha quý vị, chưa có trồng được. Chứ đúng ra là mình khoảng 2 tháng là mình trồng. Quý vị coi nè, đây những cái cây mà mình ương khoảng 3 tháng nè, cái những cái lá ở dưới bắt đầu nó già nó rụng rồi, mà nó hết chất trồng hình ra nó chỉ còn có cái đọt nó nhặt mắt nha quý vị. Cái củ của nó bằng ngón tay cái mình, chưa có không trồng được nữa nè. Quý vị thấy không, nó rụng hết trơn lá rồi, rụng lá cái lá chân này hết rồi nè, nó chỉ còn có lá đọt thôi, nó muốn bự hơn ngón tay cái nè đó. Khi mà mình quý vị thấy không, mà khi mà mình cái chất trọng mình sàn á, trộn với cho á, đây khi mà lên nó tươi xốp gì nè, thì khi mà mình nhổ cái cây lên, mình nhổ cái cây lên là nè, nó không có bị sơ dừa mà xiết hư cái bộ rễ của nó còn nguyên như vậy. Là mình ghim qua chậu khác rất là thành công nha quý vị. Đó là cái này khoảng 3 tháng có hơn nè. Rồi clip đến đây đã dài, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị nha. Nếu như mà quý vị cảm thấy clip mình có ý nghĩa, có hay thì quý vị là cho mình xin một đăng ký để có ra những video mới, quý vị sẽ nhận được cái video mới sớm nhất của quý vị. Cho một like, một đăng ký kênh. Rồi, nếu quý vị thích có thể chia sẻ cho nhiều người cùng xem quý vị, để mình chia sẻ cái này là chia sẻ để mà cho mọi người cùng tham khảo cái cách để cho mình làm cho vườn sứ mình tốt nhất quý vị. Nhất là những người mà gành rồi á, thì bình luận có thể cho mình xin một ý kiến để mình làm cái công việc này nó được tốt hơn. Còn những anh chị nào chưa biết á, coi đây rồi tham khảo mình có thể mình làm theo được cho cây sứ của mình nha quý vị. Thì mỗi một lượt thích hay là một lượt đăng ký của quý vị là nó mang tính chất nói lên một cái ý nghĩa là cho mình biết được là cái kênh mình cũng có lợi ích cho toàn thể quý vị trong cộng đồng mình nghe. Tại vì hồi trước kia thì mình cũng học hỏi từ qua mạng, từ những anh em khác chia sẻ, rồi mình chia rồi những cái kinh nghiệm mà anh em ở cùng ngành nghề đó trực tiếp cũng chia sẻ với mình. Đây cũng là một cái cách để cho mình trả ơn cho đời, trả ơn cho những người không biết giống như mình hồi đó vậy đó, để cho người ta cũng tham khảo được cái ý kiến mà làm cách tốt nhất cho cái vườn sứ của mình. Thì cuối lời xin chúc toàn thể quý vị sức khỏe, tâm an, thành công, hạnh phúc nha quý vị. Hẹn quý vị lại clip sau.